Khôi. Ngày hôm nay thì nhà Mây Khôi sẽ đi đến một cái ngôi làng cổ, ngôi làng truyền thống ở Pháp. Cái làng này nó có từ rất là lâu đời rồi các bạn. Và đây là một trong những ngôi làng gọi là đẹp quyến rũ của vùng Provence, hay là nói chung là của nước Pháp luôn á. Thì ngôi làng này có tên gọi là Saint-Paul-de-Vence. Từ chỗ nhà Mây Khôi chạy tới thì nó mất khoảng 60 cây số. Thì bây giờ nhà Mây Khôi sẽ chạy tới đó và mời các bạn cùng với gia đình Mây Khôi khám phá ngôi làng này nha. Mình đang đi qua một cái ngôi làng nho nhỏ mà lúc nãy vào phía đầu Mây Khôi quên đọc mất cái tên làng này các bạn. Nhìn nó rất là dễ thương luôn. Đường nhỏ vậy mà hai chiều ha, chạy rồi né nhau sao trời. Trời, đường nó nhỏ nhỏ như mấy cái đường làng ở Việt Nam luôn á. Các bạn có thấy ngôi làng nhỏ nhỏ xa xa trên kia không? Đó là ngôi làng Saint-Paul-de-Vence mà mình sẽ đi tới đó. Đó, nó nằm ở trên cái đỉnh đồi nè. Rồi tới rồi đó các bạn ơi. Ui, bật kinh đây đi. Rồi các bạn, nhà Mây Khôi đã đi tới làng Saint-Paul-de-Vence rồi nè. Bây giờ mình sẽ đi bộ vào bên trong để khám phá cái ngôi làng này nha. Đây là cái đường đi vào làng này các bạn, xa xa là cái làng nó nằm ở trong đó, mấy cái ngôi nhà nó nằm trong á. Nó nằm trên một cái ngọn đồi nha. Bây giờ nhà mình sẽ đi vào ha. Đi tới đầu làng thì mới có thấy có mấy người người ta chơi cái môn bi sắt này các bạn. Thì mình đi xuống phía miền Nam nước Pháp á, mình mới thấy người ta chơi cái môn này nha. Còn ở trên miền Bắc á, là không có thấy chơi cái trò này. Và Mây Khôi tìm hiểu ở trên mạng thì được biết là Saint-Paul-de-Vence là được xem là cái nôi của môn bi sắt nổi tiếng này. Đó, mà ở Việt Nam mình Mây Khôi thấy cũng có chơi, cũng có người chơi, là tại vì có do người Pháp người ta mang vào Việt Nam mình đó. Cho nên là khi mà các bạn đi về miền Nam nước Pháp thì các bạn sẽ thấy là người dân địa phương người ta sẽ chơi cái môn bi sắt ở trước cái cổng làng rất là nhiều. Và hầu như cái làng nào cũng có một cái mảnh đất gọi là đất trống á, để mà chơi cái trò này. Bây giờ mình đi vào bên trong ngôi làng. Đây ta để cho mình cái bảng hướng dẫn này các bạn. Đó, cái làng nó tên là Saint-Paul-de-Vence. Đó, nó có cái bảng thông tin để cho mình đi vào bên trong, mình đi cho nó dễ đó. Ủa, nó có cái gì đây anh? Anh, nó có cái gì đây? Khẩu súng hả? À, nó canh cổng làng này kia đúng không? Đứa nào mà lộn xộn bước vào là bắn bùm xong. À, đây là cái cổng để đi vào làng này các bạn. Cái này giống kiểu đường lên dốc núi, dốc đá chứ. Vừa đi vừa hát bài đường lên dốc đá. Đi vào trong ngôi làng thì Mây Khôi thấy dọc hai bên toàn là các cửa hàng các bạn. Người ta bán áo, quần, bán đồ lưu niệm rất là nhiều. Mà đường nó nhỏ lắm, có chút xíu à. Anh em thấy đường nhỏ không? Nhỏ, to. To hả? Và cái đặc biệt của cái làng này các bạn là đường đi người ta lót đá sỏi nè đó. Tạo thành những cái hoa văn này kia đó. Cái này gọi là đá nở hoa trên mặt đường. Hay là dù cho bước chân của bạn có mạnh mẽ tới đâu, có dữ dội như thế nào thì hoa nó vẫn nở. Tại vì hoa này nó bằng đá các bạn, nó không có dập được. Trời, này đúng là đường lên dốc đá luôn á. Trong này nhà đá không mà các bạn, nhà nào cũng bằng đá hết. Ngôi làng Saint-Paul-de-Vence này là một ngôi làng cổ nằm giữa thành phố Nice và Cannes, bên bờ đông Địa Trung Hải. Xung quanh thì được bao bọc bởi núi và biển.
Các ngôi nhà trong làng chủ yếu làm bằng đá cho nên nhìn rất là kiên cố, và thường mà mình thấy những ngôi nhà làm bằng đá mình hay thấy nó khô khan đúng không ạ? Nhưng mà khi McCoy tới đây thì mình lại thấy nó gọi là xanh mướt mắt luôn, là tại vì trước mỗi nhà đều có một dàn cây leo lá xanh tùm là như các bạn thấy nè, hoặc là những cây bông, cây hoa đủ màu sắc cho nên nhìn nó rất là đẹp và làm cho ngôi làng trở thành những vườn hoa sinh động rất là quyến rũ. Cửa hàng đây có bán quạt nữa nè, có bán nữ trang nữa nè. À, đây nổi tiếng về những cửa hàng bán tranh ảnh này kia các bạn, cho nên đây rất là nhiều luôn. À, đây thêm tiệm bán tranh nữa nè. Saint Paul de Vence được hình thành từ thế kỷ thứ 9 và vào thế kỷ 13 thì nơi đây trở thành nơi ở của những người nổi tiếng, những người có thế lực thời bấy giờ. Và đầu thế kỷ 20 thì rất là nhiều họa sĩ, nhà văn, học giả, nói chung là những người nổi tiếng đó, người ta đã đổ về Saint Paul de Vence và nơi đây được mệnh danh là ngôi làng nghệ sĩ của Provence. Cho nên khi đến ngôi làng này thì các bạn sẽ thấy có rất là nhiều những cửa hàng bán tranh ảnh, bán những tác phẩm điêu khắc hoặc là bán những cái đồ mà gọi là đậm chất nghệ thuật để cho khách du lịch có thể chiêm ngắm hoặc là mua sắm. Trong này cũng là một tiệm bán tranh nữa này. Đi tới giữa làng thì mình sẽ thấy một cái vòi phun nước này các bạn. Và đây được xem là một trong những biểu tượng của những ngôi làng cổ. Ở đường nó nhỏ bạn, mà cái đường này nó gọi là đường lớn rồi đó. Đi hết cuối cái con đường này á, là sẽ tới cái nghĩa trang. Nhưng mà hai bạn nhỏ nhà mấy khôi không có chịu đi các bạn, cho nên mình chỉ đi tới đây thôi rồi mình quay những cái nhà đá này. Cái nhà này thì người dân người ta đang ở, đang sinh hoạt bình thường. Cái cổng, cái cửa đi vào nè. Nhà bằng đá không à? Người ta bán đủ gia vị nè, bán mấy cái gia vị nè, đi làm pasta rồi salad. Bạn đây có cái hẻm nhỏ xíu à, đó giống hẻm Sài Gòn không giống ha. Rồi này tiệm tranh nữa nè. Nói chung đặc biệt của cái làng này á, là những cửa hàng bán tranh các bạn, người ta bán tranh của những nhà họa sĩ nổi tiếng hoặc là có những bức tranh người ta chép lại cũng có nữa. Đây đường này lớn hơn chút nè. Trời đẹp quá à. Rồi đây có dàn hoa giấy nè các bạn, trời ơi đẹp chưa. Đây nhà ta ở vậy. Có cái đồng hồ trước hay gì không? Có cái thùng thơ này dễ thương không? Theo như mấy Khôi tìm hiểu thì trong ngôi làng này có hơn 300 người sinh sống, nhưng mà lượng khách du lịch tới đây là hơn 2,5 triệu khách đến đây hàng năm. Ngôi làng này thì là một ngôi làng nhỏ, nhưng mà theo mấy Khôi thì nó là một cục năm châm to nha, tại vì nó thu hút được rất là nhiều người tới đây luôn. Đây là cửa chính để đi vào nhà thờ. Mình sẽ đi vào bên trong xem nhà thờ cổ nó như thế nào ha. Đây mình đi vào bên trong nha. Cái chừng đụng cửa coi. Đó, đi vào bên trong nhà thờ nè.
Này là một bên, đang là Mai Khôi đang quay phía một bên. Nhà thờ này được xây dựng vào những năm 1300 và hoàn thành vào những năm 1700. Và đây là cái hình người ta mô tả nhà thờ qua từng thế kỷ, từ thế kỷ 14 cho tới giữa thế kỷ thứ 17 nè. Giờ mình tiếp tục tham quan phía bên trong nhà thờ nha. Ở trong nhà thờ thì hơi bị thiếu ánh sáng một chút cho nên nhìn nó hơi tối, các bạn thông cảm nha. Thì ở đây các bạn sẽ thấy có những bức tranh, những bức tượng, những cổ vật, giấy da từ những năm 1500. Đây là ở giữa nhà thờ này các bạn, thì phía trên là bàn thờ cung thánh. Nhà thờ này được xây dựng theo phong cách kiến trúc của châu Âu thời Trung Cổ, với đặc trưng là những mái vòm hình bán nguyệt. Cái này là ở giữa các bạn, từ cung thánh nhìn xuống ở giữa. Đây có cái bục để đi lên mà đọc sách đó. Đọc sách hồi xưa đó, với lại cha có thể đứng ở đây giảng cho nó dễ, tại hồi xưa không có micro. Bây giờ mình đi qua phía bên này nha. Bên trong ngôi nhà thờ này thì có 4 cái nhà nguyện và một cái nhà nguyện thì được làm theo cái kiến trúc khác, đó là kiến trúc theo phong cách ở những năm đầu thế kỷ 17 cho đến những năm 1740. Nhà thờ nhỏ nhỏ vậy thôi các bạn, bây giờ mình sẽ đi ra nha. Còn là nhà đá không? Đi con. Đây cũng có mấy cái hẻm nữa nè. Ở trong này có trồng cây chuối hay cái gì á. Và giấy nè. Bông giấy nè. Này có cái giếng nè, giếng hồi xưa vậy. Giếng nước hả? Không dám đi xuống gần, lỡ nó sập phát thấy bà luôn. Đây, hai bạn nhỏ thấy tiệm kem là nhào vào liền các bạn. Nên đợi mua kem. Wow, quá trời á. Nhìn ngon chưa? Mấy cô ăn kem này. Kem này là kem violet. Là cái hoa violet. Giờ mình ăn thử nha, xem nó như thế nào ha. Cái trên nó dính luôn. Khoan từ đây, kem violet các bạn. Đây mình ăn thử bạn. Nó rất là thơm bạn, nó thơm lắm. Thơm mùi hoa. Ăn kem hoa nên thơm mùi hoa. Đây nó có cái đường đi ra phía, không biết đi ra đâu mà nó nằm phía bên hông của cái làng á. Trời, nói chung đi tới đây rất là thích các bạn. Gió nó mát, không khí nó kiểu trong lành. Nhìn nó yên bình á, thanh bình. Ê, có cây nho nè. Ngon, nho thiệt nè đúng không? Hay nho giả? Cây xương rồng nè, trời ơi, cao giả mấy không? Ồ, ra đây là nhìn xuống phía ngoài nè. Wow, đẹp chưa? Wow. Đứng ở đây thì mình có thể nhìn được những ngôi nhà của làng xung quanh này các bạn. Khi mà đi tới cái ngôi làng này á, là mấy Khôi nhớ tới cái câu cỏ cây chen lá, đá chen hoa. Là tại vì các bạn thấy những cái bức tường đá nè, rồi nhà đá nè, nhưng mà có đầy cây xanh luôn, rồi hoa lá thì đủ màu phủ kín. Nói chung là trên cũng có hoa, dưới cũng có hoa, trước sau gì cũng có hoa, có lá hết á. Nó làm cho ngôi làng cổ kính này trở nên lãng mạn hơn nữa.
hồi xưa tao ra đây tao giặt đồ quá ha, chỗ giặt tập trung á có nước chảy nè. Bây giờ nhà mấy Khôi đi ra lại parking các bạn, chỗ mình đậu xe thì đi bộ vào một chút thôi. Đó. Cái ngôi làng nho nhỏ nhưng mà rất xinh xinh. Đây nó có cái tượng gì nè, mấy tượng con gì các bạn. Còn đầu này thì nhà hàng. Rồi ở đây mấy Khôi thấy người ta có để cho một cái vòi nước nè, mình lấy nước mình uống được á. Rồi mình đi tới chỗ đậu xe rồi các bạn, thì phía dưới là chỗ để đậu xe, còn ở trên này người ta sẽ bán những mặt hàng để mình mua, mình làm quà lưu niệm, kỷ niệm vậy đó. Đây người ta bán vải, bán khăn, có những cái họa tiết, hoa thêu đặc trưng của cái vùng này, hoặc là của vùng Khổ Vong. Rồi mấy Khôi thấy bên kia thì có bán dầu olive, rồi rượu nữa. Còn đây là những cái đồ kỷ niệm nho nhỏ. Đây là những hình ảnh về cái làng Saint-Paul de Vence mà mấy Khôi muốn giới thiệu đến cho các bạn. Nói chung lần đầu tiên mình cũng đi tới đây. Thì hy vọng là các bạn sẽ thích video này nha. Mấy Khôi xin khép lại video ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã bỏ thời gian ra theo dõi cũng như là ủng hộ mấy Khôi. Nếu các bạn thấy thích thì hãy nhấn nút đăng ký kênh cũng như là like, share video và để lại bình luận góp ý cho mấy Khôi ha. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Ở biên tốt.